Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản quốc tế với giá trị toàn cầu. Cú sút Huy ạ. Và một tình huống mà Thành Nhàn đã tạo ra được sự khác biệt. Tuyến hai, rất nhiều những cú dứt điểm. Goal! Hai đều trên sân vận động hàng đấy. VfB Ardd vỡ hòa. Đây là cơ hội. Đường chuyền Xuân Nam. 1-0 dành cho VfB Ardd. Với đường chuyền rất nhanh của Thanh Nhàn cho Xuân Nam thoát xuống. Đánh đầu. Tỷ số là 2-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 40 của hiệp 1. Với ghi bàn đó là Đức Nam. Đã dự đoán đây là một trận đấu khó khăn đối với Phú Thọ rồi. Quá hay. Thanh Nhàn. Đánh đầu. 3-0. Xuân Nam của cú đúp. Trước đó là pha kiến tạo rất tốt của Thanh Nhàn. Kiểu này Phú Thọ lại vỡ trận mất rồi. Thanh Nhàn tạt bóng, cơ hội dứt điểm vào. Xuân Nam, đội trưởng bên phía BVF CRD đã lên tiếng. Một pha dứt điểm, một chạm rất nhanh của Xuân Nam. Tỷ số bây giờ là 1-0. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 6 của trận đấu. Không được tình huống chuyển hướng tấn công không thực sự tốt của cầu thủ bên phía Long An. Đức Nam không tung ra vào dứt điểm. Đây mới là pha dứt điểm. Tỷ số là 2-0 dành cho các cầu thủ VfB. Một động tác kỹ thuật và dứt điểm quá tuyệt vời của Đức Nam. Lại là hai cái tên Đức Nam và Xuân Nam. Đức Nam và Xuân Nam đã lập công. Các thủ VfB CRD đều giành chiến thắng. Mà các cầu thủ, đây là cơ hội. Thanh Nhàn, bàn thắng thứ 3. Người ghi bàn đó là Xuân Nam. Một cú đúp của Xuân Nam quá dễ dàng. Thanh Nhàn vẫn chưa có bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Và anh đã tạo điều kiện cho Xuân Nam. 3-0 rồi. Khó khăn cho Long An. Khi mặt sân khô thì chúng ta cũng thấy các cầu thủ BVF CRD họ sẽ triển khai lối chơi. Không có biên vị, Thanh Nhàn. Không phải, đó là không đến. Tỷ số là 4-1. Một pha thoát xuống, pha bẫy biệt vị rất tốt của Công Đến. 4-1 rồi. Nếu bao gồm cả trận đấu này, cơ hội dành cho PVF sẽ ở đây. Sút bóng vào! Công Đến đã giúp cho PVF CRD vượt lên ngay ở phút thứ 9.